Vâng, xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây kiếm. Cây này thì những năm trước thì nó giá rất cao và nó được mang từ Thái Lan về. Cây này có tên gọi là Jira Wazay số 3 Thái. Thì cái cây này ngày trước nó rất là hồi Thái mang về ấy, thì thực ra thì hoa ở bên Thái thì người ta chụp một bông rất là tròn và đẹp. Và khi mà chụp mới hé và chụp một bông ấy, thì không thể đánh giá được hết một cái cây hoa được. Thì hôm nay thì em có quay cả cần đây để chúng ta cùng ngắm xem về độ chia bông, bông hoa. Cái này thì em cũng muốn nói là nó dễ nhận ra hơn là cây số 2 Thái. Cây số 2 Thái khó hơn. Đây thì ngày trước ấy, ở bên Thái, hồi mà bên Thái người ta mang về ấy, thì đây người ta chụp rất là khung khung. Giờ chụp kiểu mới nở này, đây, chụp thẳng. Thì cái bông chụp thẳng này bao giờ trông nó cánh tròn, bông tròn cánh mai. Đấy. Bông tròn cánh mai. Thì cái cây này thì được rất là nhiều người nở hoa rồi. Thế nhưng nó có một cái đặc điểm mà khá là dễ phân biệt nên em cũng sẽ trồng và chăm sóc cái cây này để mọi người có thể cùng tìm hiểu và sưu tầm cái này. Cái cây này là cây số 3 Thái Lan. Cái số 3 Thái Lan này thì nó là cũng dạng như kiểu mình cứ gọi nôm na, nó dạng như Việt Nam mình hay gọi nó thủy trơn hay semi ấy. Là cái cựa này sạch tinh ấy. Đấy. Bông trên thế này. Khi nó nở vài ngày thì cánh có quăn. Có cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất để khi mà nhìn bông hoa này đó chính là ba cái cánh ở trên này. Nó to và nó quăn, nó không bị quăn nhiều. Hai cánh dưới này là quăn. Khi mà một bông ấy, thì cánh nó chưa quăn. Thì đây. Đây là cũng bị quăn nên nó thẳng này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Thấy cái độ quăn của cánh. Đấy. Thì nó là một cây có thể nhận ra được bằng nhìn hoa kể cả một bông. Một bông anh chị cứ để ý là hai cánh dưới này nó bé này, nó quăn nhiều hơn. Ba cánh trên này nó to hơn. Do là nó không bị quăn. Hoặc quăn ít. Nó chỉ hơi quăn một chút này thôi. Đấy, nó hơi quăn một chút ở trên thôi. Còn ở dưới này thì nó quăn nhiều hơn. Thì trong cánh nhìn trực diện thì cánh nó bé hơn. Nhìn trực diện thì ba cánh trên nó to, còn hai cánh dưới nó nhỏ hơn. Nhưng thực ra khi mà nó mới nở hoặc là khi mà nó chưa quăn ấy, chưa quăn cánh thì ba cánh nó to bằng nhau, ba cánh đài ngoài, hai cánh hoa đài trong thì nó vẫn là rất là to rồi. Đấy, thì cái cây này tổng thể nó chia hoa ở cái mùa thu này là như này là một cây cũng khá là đẹp. Nó không cần khỏe nữa nhưng mà cái cần khỏe nó sẽ dài hơn. Nhưng mà cái hướng đó thì em vừa tách đi mất rồi. Thế nên là chỉ còn cái gần này hai cần hoa thôi. Thì cái mùa ra hoa của cái dòng tiên vũ này ấy, tiên vũ đột biến mà. Cái này là dòng tiên vũ. Tiên vũ thì nó ra hoa màu vàng tím. Thì nó ra cái màu này gọi là tạm gọi semi. Cây số 2 Thái thì nó cánh sạch tinh. Cái này thì vẫn hơi ám chút anh chị nhé. Cái này hơi ám. Hơi ám cánh này. Hơi ám cánh ở trong này. Còn khi chụp ảnh thì nó sẽ gần như là sạch tinh bởi mình không nhìn thấy ở trong được. Anh chị thấy ám cánh chút ạ. Đấy. Thì hôm nay em nói sơ qua vậy thôi, em sẽ nói về thân lá một chút. Và vẫn như những cái video mọi khi, em vẫn nói về những cái chi tiết đặc trưng của nó để mọi người chúng ta cùng xem. Thì đây là một cái thân củ của nó này. Nó không khác gì một cái cây tiên vũ bình thường. Nhìn thân lá thì rất là khó biết. Nhưng những cái cây semi như cái này ấy, thì mầm luôn luôn xanh sạch. Cây này thì không có cái mầm nào để cho anh chị nhìn cả. Nhưng mầm cái này là nó xanh sạch. À đây. Đây không có mầm. Đấy, đây. Anh chị nhìn nó hơi ám đúng không ạ? Nhưng hơi ám, nhưng mà em muốn nói là cái xanh sạch ấy nó phải đánh giá được bằng cái mép này, mép ngoài này. Mép ngoài nhá. Cái mép ngoài này xanh sạch là được này. Còn ở giữa này ấy, ở giữa chỗ nó hơi mờ màu này. Thì mờ màu này thì nó không ảnh hưởng nhiều. Vào cái mùa này thì nó lên mầm thì anh chị có thể nhìn thấy là cái kiếm xanh Huế nó cũng lên mầm, nó cũng tím như này. Nó cũng phẩy phẩy như này. Đấy, nhưng thực ra bản chất của nó thì là nó là mầm xanh sạch. Xanh Huế anh chị nào mà có cây đang mầm nhỏ như này thì nó cũng tím như này. Nó cũng ám như này. Quan trọng ở cái mép ngoài này của nó này. Cái mép ngoài cùng này. Đấy là nó sạch.
bên ngoài là sạch là được. Thì cái cây này thì mặc định nó là phải xanh sạch như vậy. Tiếp theo thì cái dạng củ. Dạng củ đây mọi người nhìn cái củ này nhá. Đấy, kiềm thái thì cái dạng củ của nó thì nó thực ra thì mình cứ gọi là kiềm thái, thực ra nó cũng là tiên vũ, mình có nói nôm na nó là tiên vũ. Tiên vũ thì cái dạng củ của nó thì khá là to, nó dạng dạng này. Đấy, đây. Dạng củ trong đấy ạ. Dạng củ của những cái cây này thì nó nhìn chung là nó tiên vũ thì nó có rất là nhiều đa dạng dạng củ. Nhưng mà cứ là tiên vũ là được. Chứ nó không phải là hàng lộ hộ. Đấy. Còn dạng dáng lá của nó thì cây này dáng lá thì nó cũng hơi lộn xộn. Đây ví dụ mình nhìn mầm tơi tắt ngoài này này. Thì chị đâu ạ? Đấy, đây đi lên này. Về cái độ cong của cái lá ấy, thì em không nói đến cây này. Bởi vì cây này thì nó nuôi trong cái điều kiện thì mỗi điều kiện thì nó khác nhau. Nó có thể dựng lên hoặc là cong xuống. Nó dạng như kiểu là cái cây nào nhỉ? Dạng như kiểu là dòng lô hội ấy. Lô hội ấy, thì có nghĩa là dạng lá đứng hay là lá cong ra thì nó vẫn là bản chất nó. Còn chứ nó không giống như những cái thằng phổ thông hơn như là thằng Phan Chí hay thằng Xanh Huế thì nó lại là một cái dạng phổ thông khác. Và nó ví dụ như cái thằng Phan Chí nó là dạng Campuchia ấy thì lá xòe và xòe ngang ấy, mặt ngang. Thì nó có một cái đặc trưng riêng của thằng Phan Chí là thế. Hoặc thằng Huế thì nó có đặc trưng riêng ở cái độ úp lá. Đấy. Còn cái cây này thì nó cứ cong ra này thôi. Nhìn chung lá cánh dạng cánh cung. Lá cánh cung. Cái bộ củ này thì nó dòng này thì nó khá nhiều lá. Một củ của nó phải tầm độ 5-7 lá trở lên. Bởi vì nó cũng như những dòng tiên vũ khác nhưng mà thân lá to. Cái này thì thân lá nuôi tối đa của nó khoảng tầm 5cm. Còn cây này của em thì nó chỉ được 3 thôi. Đấy, cây này nó chỉ được 3-3.5cm thôi. Và vẫn có những cái gần như một cái tiên vũ bình thường. Còn cái độ khuyết mõm sáo của nó, khuyết này mà người ta hay gọi mõm sáo ấy thì cái độ khuyết này không đánh giá được cái cây đâu. Đấy. Mỗi cái nó có một cái độ khuyết riêng nên là không nhìn cái độ khuyết được. Cái này nói về phi điệp thì người ta cho là rất là quý ở cái độ khuyết lá này, nhưng em thấy kiếm này hay phi điệp nó cũng bình thường. Độ khuyết của nó thì nó tùy phụ thuộc vào mình chăm sóc cây đó, xong rồi nó lớn thì nó cái khuyết nó tự sinh ra rồi. Cái độ khuyết nếu mà để mà nói nhìn độ khuyết mà độ khuyết này mà biết được cây nào thì là không thể biết được. Và cái đặc trưng của nó thì cây này thì không có độ khuyết của nó. Đặc trưng cây này độ khuyết thì em thấy không có gì đặc sắc cả. Nó như những cây tiên vũ bình thường. Mầm thân lá thì dòng này là dạng củ của nó cao khoảng từ 5-10cm và lá dài khoảng từ 30 đến có thể là 8-90cm. Đấy. Thì cây này thì nhìn thân lá thì như em thì em rất là khó nhận ra và không nhận ra được. Khó nhận ra. Đa phần là phải ghi tên hết. Và cái cây này thì nó là một cái cây đặc trưng là cái cây nhìn hoa có thể nhận ra. Đấy, nó cũng như là những cái cây khác em cũng nói với anh chị ấy. Một là nhìn hoa thì phải nhận ra, hai là nhìn thân lá phải nhận ra. Ví dụ như cây rẻ quạt là cái cây đấy nó là cái cây nhìn thân lá là đã nhận ra cây rồi, không cần nhìn hoa. Nhưng còn cái cây mà nhìn hoa mà không nhìn được thân lá thì ví dụ như cây kiếm thơm này hạn đấy, hoặc là cây thái nó cây thơm này hạn, hoặc cây số 1 thái, còn cây này cây số 3. Cây số 2 thì mọi người nhìn sẽ khó hơn bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến độ sạch hay không thì nó phụ thuộc nuôi nhiều. Thì đây thì ba cái cánh ở trên của nó là cái đặc điểm nhận dạng của nó. Em muốn nói là ba cánh ở trên là cái cánh đài chính ở giữa này nó không bị quăn nhiều anh chị nhá, nó không bị quăn nhiều. Còn hai cánh đài dưới nó bị quăn này, đây nó quăn đâm là trông nhìn trực diện ấy thì cánh nó nhỏ, thực ra cánh nó to, đây nó quăn hết vào này đấy, nó tự nó quăn. Thế nên là anh chị nhìn là ba cánh trên nó sẽ to còn hai cánh dưới sẽ nhỏ hơn. Nhưng khi mà mới chụp mà nó khum khum như thế này, dạng này nó cánh đây là những bông dưới nhá. Còn những bông ở trên này là hồi dạo trước là nó rất là tròn. Khi mà nó mới hé tròn lắm, nó tròn và rất là to trong cánh bầu. Còn những bông dưới này thì nó sẽ không thể đẹp bằng những bông trên được. Nhưng cây số 3 thái này nó là một cái cây dạng gọi hiểu nôm na nó semi. Nó là một cây rất là đẹp. Về chi hoa tổng thể bố cục của nó chi hoa tương đối dày chứ nó không đến nỗi là thưa quá. Thì cái cây số 3 thái này thì mọi người có thể nhìn và tìm hiểu và tham khảo thêm. Thì cái hoa nó nở thì nó là hơi có hương một chút. Kiểu ngắt ngắt, hương rất là nhẹ.
dòng Tiên Vũ thì ít cây thơm, để mà có được một cái cây mà thơm như cái cây kiếm thơm là em thấy nó ít. Cây này nó cũng thơm nhưng có nghĩa là nó không thơm mạnh bằng cái cây ấy được, bằng cái cây thơm, riêng cây thơm Tiên Vũ thơm vàng thơm đấy em thấy nó rất là thơm, múi rất mạnh. Cái này thì nó cũng thơm nhưng nó thơm nó nhẹ, thơm không nhiều. Thì đây nó đang nở ở đây thì nó nở, Tiên Vũ thì nó nở vào hai giai đoạn, một là giai đoạn tháng 4, tháng 5 và hai là giai đoạn mùa thu, mùa hè và mùa thu, đại loại hai giai đoạn đó. Còn nuôi trong miền Nam thì có thể là nó sẽ nở nhiều hơn, nhiều hơn cả là 2-3 lần luôn. Đấy, nó cũng nở khá là nhiều. Đấy, các anh chị xem và tham khảo thêm cái kênh này. À, cái cây này, còn những cái cây kiếm khác thì anh chị cũng có thể tham khảo trên cái kênh Thiên Đường Hàn Hoa của em. Thì tất cả cây thì em đều nói rất rõ và những cái đặc điểm chi tiết mà mọi người có nhìn hoa có thể nhận ra, hoặc là nhìn lá có thể nhận ra. Ví dụ như xanh Huế là nhìn lá cũng có thể nhận ra, và hoa của nó thì cũng tương đối dễ nhận. Thì xanh Huế thì hoa nó nhiều hơn cái này. Xanh Huế thì gần như hoa quanh năm, thế nên người ta gọi là tứ thời một thời đấy, một thời gọi tứ thời. Thì nó có rất là nhiều tên, thế nên những cái cây Thái hay cây Việt thì chúng ta cũng phải nhận biết được cái tên của nó. Nếu như biết được cái tên của nó rồi thì sẽ đỡ bị cái trường hợp đó, chính là nhầm mua 2-3 cây nhưng mà thực ra lại về một cây. Đấy, thì đây là những cái đặc điểm đặc trưng riêng của cần hoa này. Thì cần hoa của nó hơi dích rắc ở đoạn cuối. Thì anh chị tham khảo thêm và có thể xem lại những cái video của em trên kênh Thiên Đường Hàn Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin chào tất cả mọi người. Em sẽ quay trở lại vào những video sau. Xin cảm ơn.